Chào tất cả quý khách đang xem video bán hàng của kênh Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn. Thì hôm nay shop Phụ Kiện Đi Rừng Thanh Tấn sẽ giới thiệu đến anh em cái mẫu hồng khung mới. Hồng này gọi là hồng khung. Hồng khung này chuyên để bẫy tròn nha. Nhắc lại sản phẩm giới thiệu ngày hôm nay là bộ hồng khung chuyên bẫy tròn. Đó. Anh em mua hàng mình cứ alo trực tiếp đến hai số điện thoại này, sẽ có nhân viên tư vấn bắt máy, báo giá cũng như thời gian vận chuyển cho tất cả các anh em. Đó, có thể nam nữ bắt máy đó, tùy giờ thời điểm ca trực nha, thời gian làm việc, giao hàng toàn quốc, anh em được xem hàng trước khi trả tiền. Mua hàng ở chỗ của shop là sẽ được xem hàng trước khi trả tiền, giao hàng toàn quốc ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam này. Đi vào sản phẩm ngày hôm nay thì cái sản phẩm này là sản phẩm chuyên để bẫy tròn đó, thì thiết kế là khung dưỡng bằng gỗ nha anh em, gỗ rất là dày ha. Này anh em thấy khung gỗ rất là dày. Có quai sắt và dây đeo trong trường hợp anh em muốn đeo lên vai. Thì thiết kế như thế này, một bộ như thế này là 10 cái khung thép nhỏ như thế này, có nghĩa là 10 cái khung thép nhỏ như thế này. Anh em mình xem thì mình xem chậm, xem kỹ để khi mua hàng nó dễ đó, để người bán lẫn người mua nó dễ hiểu ý nha. Đó, một bộ như thế này là 10 khung, mỗi khung có 5 cái vòng tròn ở trên đây, 1 2 3 4 5, nghĩa là tổng cộng anh em mua một bộ này anh em sẽ có là 50 cái khung tròn, 50 cái vòng tròn ở trên đây đó. Thì cái khung hồng khung này á, làm được sản xuất với mục đích là chuyên bẫy tròn, cho nên là nó được làm bằng cáp C4 rất là chắc chắn đó. Anh em thấy một bộ như thế này được làm bằng chuyên bẫy tròn nha. Đó, tôi sẽ vào chi tiết cho anh em. Hồng này gọi là hồng cáp. Đấy, cáp này là cáp C4, cáp C4, cáp không rỉ, cáp màu cỏ khô, cáp nhật. Đó, dù này là dù siêu bền nha anh em, dù siêu bền. Đó, dù siêu bền. Đó, ở đoạn này là dù siêu bền xe đôi. Đó, anh em thấy xe đôi rất là đẹp, rất là đẹp. Cái này là xe đôi chứ không phải là dây một nha, cho nên rất là chắc chắn. Đó, anh em có thể thấy cái mối xe đôi thì nó sẽ khác, mối xe đôi nó rất là liền, nó không có cái cọm ở đây. Đó, khoen đồng, hàng đồng nha. Cáp màu cỏ khô, cáp C4 màu cỏ khô rất là đẹp. Anh em cắm như thế này là coi như nó gần như tàn hình. Đó, cáp nó có cái đặc điểm là nó nhỏ nhuyễn mà chắc, tròn là bảo đảm là không thể nào đứt. Cái khung này bằng thép cho nên là anh em có thể uốn éo thoải mái. Đó, anh em thấy sản phẩm là như trên hình khi giao cho tất cả các anh em. Đó, bộ này là chuyên để bẫy tròn. Thì anh em nào mua cái này thì chúng ta cũng có thể là sử dụng bẫy quắt, bẫy cúm núm, bẫy chim nước được. Nhưng nó thì nó đắt tiền hơn cái loại mà thòng cước C4. Thòng cước C4 thì nó rẻ tiền hơn, còn này là hồng cáp thì nó mắc tiền hơn. Bởi vì làm nó kỳ công hơn, mà vật liệu của nó cũng đắt tiền hơn. Dùng để chiên bẫy tròn. Một bộ như thế này chúng tôi sẽ tặng kèm cho tất cả các anh em là 5 cộng dây sa cua. 5 dây sa cua. Cái này tặng cho có thôi, chứ còn thực tế là tròn thì không thể nào cắn đứt đổi cáp hoặc đứt nổi cái dây siêu bền trong cái bộ khung này, cho nên là anh em không cần phải lo gì về cái vấn đề là độ bền của nó. Cáp này là cáp không rỉ 100% hết, cho nên là anh em cứ yên tâm là chất lượng sản phẩm vĩnh viễn nha. Đó, một bộ như thế này là 10 khung. Đó, đóng gói như thế này giao đến cho tất cả các anh em. Đó, anh em có nhu cầu mua hàng thì mình cứ alo trực tiếp đến hai số điện thoại này, chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc cho tất cả các anh em. Đó, khoảng thời gian làm việc. Đó, chúng tôi có cung cấp lo điều khiển từ xa, phát âm thanh bẫy tròn, âm thanh bẫy chim, lo điều khiển từ xa 200m. Đối với cái vấn đề lo đó thì tôi giới thiệu nhiều trong các clip kia rồi, thì sẽ không giới thiệu ở đây nữa. Rồi, xin chào tất cả các anh em, chúc anh em có một ngày làm việc thật vui vẻ.